Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp và gây bức xúc trong dư luận, tác động tiêu cực tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và môi trường đầu tư. Do đó, chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ của riêng cơ quan chức năng mà còn là vai trò của cả doanh nghiệp. Ở Việt Nam, các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả ngày càng tinh vi, gia tăng cả về tính chất, quy mô, mức độ. Riêng năm 2015, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 25.123 vụ sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Xử phạt hành chính hơn 68 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm hơn 536 tỷ đồng. Phần lớn hàng giả, hàng nhái tập trung ở lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử, điện máy, phân bón. Phân bón giả ngoài biên giới đưa vào đây, ở nước xung quanh đưa vào đây thì các lực lượng thực thi như quản lý trường và công an ở từng địa bàn rất nhiều. Chúng ta phải kiên quyết xử lý tốt hơn và phải có ý thức trách nhiệm tốt hơn thì cuộc đấu tranh này mới giải quyết được. Như vậy là kết hợp ở giữa những người sản xuất, những người tiêu dùng và các cơ quan thực thi để xử lý vấn đề này là vấn đề mà tôi cho rằng nó mang tính tầm cỡ là toàn quốc. Hiện nay, các phương thức thủ đoạn sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng tinh vi. Các đối tượng vi phạm có sự phân công chặt chẽ, hình thành các đầu mối chuyên cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, đầu mối chuyên cung cấp các loại bao bì, tem, nhãn giả. Quan trọng hơn cả là không ít những doanh nghiệp chủ thể bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình với cộng đồng, chưa tích cực hợp tác với lực lượng chức năng. Ý thức cộng đồng về chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều hạn chế. Thường trước khi khởi sự thì các doanh nghiệp ít có sự quan tâm đúng thỏa đáng đối với cái thương hiệu của mình. Thì chúng tôi có một lời khuyên là cần có cái sự kết nối với các cái cơ quan thực thi, đặc biệt là các lực lượng quản lý thị trường, lực lượng thanh tra về khoa học hoặc là về công an kinh tế để chúng ta kịp thời có các cái thông tin hai chiều để phát hiện sớm, để kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả kịp thời đối với cả các cái đối tượng là kinh doanh và buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trước thực tế đó, Bộ Công Thương đã, đang và sẽ tăng cường các giải pháp giám sát, đánh giá thị trường, xây dựng phương án đấu tranh hiệu quả, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các đơn vị, tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn, lĩnh vực, phòng chống tiêu cực, lành mạnh hóa đội ngũ công chức thực thi. Về phía các cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi trước hết là động viên, khích lệ và hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái việc khi các doanh nghiệp đã có cái việc là tuyên bố và phối hợp với các cơ quan chức năng thì chúng ta cũng phải có biện pháp phù hợp. Phù hợp ở đây là kể cả vấn đề tuyên bố ra cơ quan thông tin báo chí ở mức độ nào và có cái biện pháp hết sức là quyết liệt, cụ thể để một mặt là hạn chế và tốt nhất đó là cái việc mà không để việc đó xảy ra, nhưng mặt khác là bảo vệ cái quyền lợi của chính các doanh nghiệp khi họ đã dũng cảm đưa ra vấn đề của mình ra đến công luận. Công tác đấu tranh chống nạn hàng giả, hàng nhái, xâm phạm sở hữu trí tuệ đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Người dân đang mong rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, cấp ủy và chính quyền địa phương, sự quyết tâm của lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng thực thi khác, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp, hiệp hội, cuộc đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.